Vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay tôi vừa làm xong một cái chiếc nhẫn ruby sao mà họa tiết bên sườn được in nổi hình con giáp. Cụ thể ở đây là khách hàng in hình con ngựa, do lý do là khách hàng tuổi ngựa. Với cái họa tiết sắc nét 3D, chúng ta có thể nhìn rõ cái hình con ngựa ở hai bên sườn đấy. Và viên ruby sao này thì có cái trọng lượng là khoảng 7 cm, kích thước khoảng 12mm nhân với 9mm, sao cân đỉnh, cân trục và sao rất là sắc. Cái viên này đặc điểm sao rất tốt, nhưng màu thì nó thiên về màu hồng. Cái đặc biệt của cái dòng ruby sao này là khi mà sao tốt thì màu lại sẽ bị kém đi, bởi vì lý do cái lớp titan ở phía trên mặt nó dày, nó làm cản cái màu sắc của cái viên đá đi. Thì cái ảnh vừa rồi là ảnh chụp ánh sáng bình thường, còn đây là ảnh chụp dưới nắng. Còn đây là sau khi đã hoàn thành sản phẩm, mời cả nhà cùng xem.